Xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian, bác thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân, chân truyền diệu pháp thánh nhân con xin tình ý nghiêm thân thực hành, hòa hợp chúng tăng già thâm tịnh đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo thế tôn đời đời thương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, Pháp bảo và Tam bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam bảo tóm tắt như thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị và đức tăng ni, kính thưa quý vị đạo hữu, hôm nay chúng tôi đến Peru để tiếp tục trình bày những cái gì, những cái cảm nghĩ suy tư cũng như một vài kinh nghiệm của chúng tôi về cái bài kinh Girima lần đó mà ngài Tỳ Khu Analayo có trình bày trong cái cuốn sách có cái tựa đề là Mindfully Facing Disease and Death, tức là chúng ta đối diện cái tỉnh thức về bệnh tật và cái chết. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về cái phần thứ năm trong cái 10 pháp quán tưởng, đó là phần quán tưởng về từ bỏ. Như thường lệ chúng tôi có nhờ chị Nhật Quỳnh và là một vài anh chị khác trong room thỉnh thoảng đưa ra cái thông báo, trong đó có cái link, các anh chị có thể bấm vào cái link đó để mà xem theo dõi những cái gì chúng tôi trình bày trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Thì trong cái tưởng thường á, khi các anh chị nào còn mới thì chúng tôi xin có một ít điều để trình bày. Khi vào cái link đó thì sẽ có cái dạng bài, đồng thời có những cái bản dịch, những cái bài kinh có liên quan đến cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Và trước đó thì sẽ thấy một hàng những cái hình nhỏ. Các anh chị đưa con chuột vào những cái hình nhỏ đó, một trong những cái hình nhỏ bấm thì nó sẽ hiện ra cái hình đó. Đó là những cái biểu đồ chúng tôi sẽ từ từ trình bày. Và nói tới đâu thì sẽ trình bày cái đó để dễ theo dõi hơn. Thì đó là cái những cái thao tác cơ bản để theo dõi cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Nếu thỉnh thoảng nếu mà có nghe được rõ ràng liên tục thì xin cho số 1 có cái bông hồng để chúng tôi biết, còn nếu mà không có nghe được thì cho số 2 hoặc là chép lên để chúng tôi ngừng lại điều chỉnh sự điều hành trong room. Thì bây giờ trong ngày hôm nay thì chúng ta có 9 cái hình, trong đó có những cái hình xưa trình bày trong những cái lần nói chuyện trước, và một hai cái biểu đồ mới, những cái hình cũ để chúng ta ôn lại, nhất là đối với những người cư sĩ bận rộn đủ thứ chuyện như chúng ta, cơm áo gạo tiền không có nhiều cái tiền thời gian, hoặc là không có tâm ý tập trung vào toàn thời gian và những cái vào kinh sách, thành ra chúng ta ôn lại trước, mong các anh chị cũng quan hệ kiên nhẫn thông cảm, chúng ta ôn lại những cái gì đã trình bày trong những cái tuần trước, rồi sẽ có một vài cái hình mới, biểu đồ mới để có liên quan đến cái đề tài nói chuyện ngày hôm nay. Thì đầu tiên mời các anh chị đi vào hình đầu tiên, cái hình thấy là hình số 1. Đây là
cái cuốn sách mà chúng tôi được dựa vào đó để mà trình bày trong mấy tuần qua, và sẽ có khoảng 4 năm tuần nữa thì mới xong. Cái cuốn sách này do ngài tỷ phú Analogio viết ra. Ngài Analogio là một tăng sĩ người Đức theo truyền thống, tu theo truyền thống Theravada. Trước khi mà ngài xuất gia thì ngài cũng là cư sĩ đã có nhiều cái kinh nghiệm về hành thiền trong cái khuynh hướng hay là trong cái trường phái Vipassana của ngài Ubakin. Sau đó khoảng năm 30 mấy tuổi đó, thì ngài mới xuất gia, mới đi sang Sri Lanka xuất gia đi tu. Và khi ngài xuất gia thì ngài đã ở, không biết ở đâu, có lẽ ở một cái chùa nào đó ở gần Kandy, tức là thủ đô cũ, kinh đô cũ của Colombo hay của Sri Lanka. Bây giờ thì kinh đô, thủ đô mới là Colombo, nhưng mà ngày xưa thì trước đó, trước cái thời đó, vua chúa của Sri Lanka ở có cái kinh đô ở ở Kandy. Ngày nay có một cái chùa nổi tiếng để mà thờ răng Phật. Các anh chị nào đi hành hương Sri Lanka thế nào cũng ghé đó. Nhất là chúng tôi thấy hình ảnh trong cái chuyến đi, trong cái lễ Vê Sắc vừa qua, hôm qua hành hương chư tăng Việt Nam, một Phật tử Việt Nam đi sang đó, là có chụp những cái tấm hình, có gửi chúng tôi xem rất là hoài. Thì khi ngài ở Kandy thì ngài có liên hệ tiếp xúc với lại một vị thiền sư cư sĩ, ông Godwin, ông Godwin. Và qua lời khuyên ông Godwin thì ngài dành nhiều thời gian vừa tu học vừa đào sâu vào cái bài kinh Satipatthana Sutta, bài kinh hay bài kinh xứ hay là lập nghiệp. Và ngài ghi danh học tiến sĩ tại đại học ở đó. Và luận án tiến sĩ của ngài là chỉ trình bày chi tiết từng đoạn và so sánh đối chiếu với lại những cái kinh điển khác về cái bài kinh Satipatthana Sutta. Còn nghe rõ chưa? Chị Xuân Mai nghe rõ, thấy cái đi ra đi vào. Và cái sau khi trình luận án tiến sĩ thì cái luận án nó được in thành sách và phổ biến khắp nơi, được nhiều người khen và dịch ra nhiều thứ tiếng. Khoảng mấy năm, 20 năm trước. Sau khi ngài xong cái chương trình tiến sĩ thì ngài trở về Đức để đi dạy học, vừa dạy học vừa tu, tại học ở Hamburg. Và ngài nhận thấy rằng có một cái nguồn kinh điển khác, cũng có nhiều cái bài kinh giá trị mà ít người Tây phương ít có biết đến. Đó là nguồn kinh điển A Hàm ở trong Hán Tạng. Nữa ra ngày bỏ nhiều thời gian, bỏ cho dành thời gian đi học tiếng Hán. Và sau vài năm thì ngài biết đọc được tiếng Hán cổ ở trong, và ngài bắt đầu nghiên cứu và dịch và so sánh đối chiếu những cái bài kinh trong Hán Tạng, trong A Hàm với bài kinh Nikaya của hệ Pali. Và ngài có viết nhiều bài tham luận và nhiều cái và vài cái cuốn sách sau đó. Thì khoảng 5-6 năm trước, trong cái tiến trình, trong cái công việc mà ngài dịch từ tiếng Hán bộ A Hàm sang tiếng Anh và tiếng Đức, rồi có những bài tham luận thì ngài biết được ông Em Miền Tu, tức là ông Đỗ Chính Dân, người Đài Loan, là một trong những sáng lập viên của hội Sibita, tức là cái hội đưa số hóa, tức là đưa cái tâm tạng kinh điển bằng tiếng Hán vào hệ thống điện toán và computer. Hiện nay thì có thể phổ thông cả thế giới, hầu như chư tăng ni, nhất là chư tăng ni Bắc Tông mà giỏi tiếng Hán đều sử dụng cái đĩa CD đó để đọc và nghiên cứu kinh điển tiếng Hán. Thì ông Em Minh Tu thì ông bị bệnh ung thư gan, đau đớn. Trong thời gian đó ông tìm tòi học suy ngẫm về những lời Phật dạy để làm sao đối phó với những cái cơn đau bệnh tật, cái viễn ảnh của cái chết rất là cận kề. Bởi vì ai ung thư gan chúng ta cũng biết không có trị được, coi như bất trị, chỉ không biết là chết lúc nào và đau đớn vô cùng. Gần đây tôi có người bạn quen từ thời năm 1979-80 khi mà đi tị nạn sang này, thì anh ấy cũng lấy nhỏ hơn mình vài tuổi thôi và cũng bị ung thư gan. Tới thăm, nói
đau đớn vô cùng. Và anh ấy mất thì qua đời khoảng 6 tháng trước. Trở lại vấn đề thì khi trong thời gian đó thì ông em mình tu được ông độ chính dần nghiên cứu và đọc, và ông cảm thấy những lời Phật dạy trong đó đã giúp ông rất nhiều để ông có thể cập nhật và chịu đựng cơn đau, cũng như biết rằng mình sẽ chết không biết lúc nào, nhưng mà rất là cận kề. Ông có trong thời gian ông có trao đổi với ngài anh đang là dù ông đề nghị ngài nên bây giờ nên viết cuốn sách dựa vào những lời Phật dạy, đưa ra một cái chương trình để mà giúp cho chúng ta, những người khỏe mạnh cũng như những người đang bệnh hoặc là những người bị bệnh nan y, có thể chấp nhận được thực tế và có sửa soạn cái tâm ý mình như thế nào. Bởi vì cái bệnh và cái chết là một điều hiển nhiên, không ai tránh khỏi. Dầu cho bây giờ là một vị cao tăng, một vị thương gia, đại gia, một cái người nổi tiếng trên thế giới như thế nào, minh tinh, màng bạc như thế nào, mình thấy từ từ là không phải bệnh rồi chết, lão bệnh tử. Chúng ta sinh ra rồi thì tiếp theo ba cái điều mà chắc chắn là già đi, bị bệnh và không chết. Ngay cả có những cái bài kinh Đức Phật cũng nói, ngay cả những người có quyền lực hay là những cái vị cao tăng đạo hạnh, những vị A-la-hán rồi ngũ bộ tính cũng hoạt động, ngay cả Đức Phật cũng vậy, chỉ còn có thời gian nào không có tránh được. Cái điều mà chúng ta cần biết là sự khác biệt là giữa một phàm nhân và một vị thánh nhân, hay một cái người tu lâu năm, là cái thái độ mình như thế nào, cái tâm của mình như thế nào, thì mình phải đối phó với lại cái sự thật không thể tránh được. Có những chuyện chúng ta có thể tránh được, nhưng mà có chuyện chuyện là nó không thể tránh được, trong đó là có cái già, cái bệnh, cái chết. Nên là đó là những cái điều thực tế nói ra đây, không phải là đầu tuần ngày sáng thứ hai làm cho mọi người bi quan, không muốn đi làm, không làm ăn buôn bán gì, không phải như vậy. Cái đó là một cái thái độ, một cái suy nghĩ không có đúng. Chúng ta nhìn một khía cạnh khách quan, và chúng ta biết rằng làm cái gì chúng ta cũng phải sửa soạn. Muốn vào trong room nói chuyện thì cũng phải sửa soạn trước, rồi muốn đi Tây, đi Mỹ, hay là muốn đi về Việt Nam, hoặc đi hành hương Ấn Độ, hành hương Miến Điện, vân vân, tiếp chúng ta đều phải sửa soạn, để dành tiền hả? Rồi sắp xếp thì giờ, rồi chúng ta sửa soạn chương trình, tìm hiểu trước như thế nào, để mà mình khi đã đến đó thì chỉ chuyến đi nó suôn sẻ. Và nếu mà có những gì xảy ra, bất trắc xảy ra dọc đường thì mình có những cái cách để mình đối phó. Hoặc là mình tới đó mình đã xem trước rồi những hình ảnh, video rồi, thì mình tới đó mình không có bỡ ngỡ. Thành ra mình thấy mà chưa chắc thì tới cái ngày mà mình định đi là mình đi được. Nhiều khi là giờ chót rồi, có những cái biến cố nào đó xảy ra trong cuộc đời của mình, phải hủy chuyến đi. Cái chuyện đó chúng tôi phải xảy ra rất nhiều, ngay trong cái cuộc đời riêng của chúng tôi, cũng như là mình nhìn những người bạn hàng những cái chuyến đi Ấn Độ đó. Bây giờ thì dễ đi, tiền bạc thì cũng không có đến nổi, nhưng mà giờ chót thì cũng có nhiều người không đi được, bởi vì có những cái chuyện khác xảy ra là không đi được. Hoặc là đi trên con đường đi sang Ấn Độ thì bị tai nạn hay là bị bệnh gì đó, rồi cũng không có gọi là không có thấy đi được, thấy được hết cái ý nghĩa của cái chuyến đi Ấn Độ. Mình thấy cái phước duyên của mọi người khác nhau, không phải chắc chắn không bao giờ suôn sẻ gì mình thích. Đó là những cái chuyện thực tế. Và cái chuyện, nhưng mà cái chết và cái bệnh là chắc chắn, cái già cũng là chắc chắn, không có ai mà nói trường sinh bất tử hay là trẻ hoài không già. Đó là những cái điều ảo tưởng, cái quảng cáo lên thật mê lầm. Còn chúng ta nhiều khi chúng ta chạy theo những cái ảo tưởng như vậy, tìm đủ cách để mà trang điểm, đi sửa sắc đẹp hay là uống thuốc bổ gì đấy, cứ mong mỏi là mình không già. Nó có thể giúp cho cái tốc độ lão hóa nó chậm hơn chút, rồi một thời gian cũng phải già, phải thay đổi đi. Còn những chuyện mà sai sửa sắc đẹp hay sửa ngoại hình chỉ là những cái giả tạm thời gian, cái ảo. Bệnh cũng vậy, bệnh ai cũng phải bệnh, không bệnh này thì bệnh kia, nhất là khi mà trở trời dòng không lịch sĩ này mà cũng bệnh. Hạn như là bây giờ cô gái thứ hai của cô ba, bây giờ cô có người có bồ, có người bạn trai, nó
nó chơi thể thao cao lớn rất là khỏe mạnh, nhưng mà cũng thoái bệnh mà bị cảm mấy tuần mấy ngày trước, cảm nằm ho sụ sụ ra mình thấy cái bệnh nó xảy ra. À, mà thật sự ra nếu mà bình tâm mình nhìn lại thì con người mình lúc nào cũng có những cái đau nhất, những khi mình không để ý hoặc mình cố thì bên qua những cái chuyện khác. Cái bây giờ mình lặng lại, mình ngồi yên, mình nhìn, mình quan sát cơ thể, mình thấy mình có không có nhất cái chỗ này, mình nhất cái chỗ kia, không có mỏi chỗ này, nó mỏi chỗ kia, chứ không phải là không có. Rồi đâu có phải ngồi hoài được, ngồi cũng đói, đói mà ăn vào thì no rồi cũng hết. Rồi sau khi ăn xong tiêu hóa xong lại có nhu cầu phải đi đại tiện tiểu tiện, thấy cái cơ thể mình thấy làm cho mình khó chịu lúc bất cứ lúc nào, thường xuyên xảy ra. Và cái chết sẽ thấy. Chúng tôi rất là tâm đắc cái một câu của ngài Hòa Thượng Thích Mắc Ăn Đa là cuộc sống thì bấp bênh, cái chết thì chắc chắn. Mình biết là nó sẽ xảy ra lúc nào thôi, nhưng mà nó sẽ xảy ra. Và đừng có ngạc nhiên. Khi mình ngạc nhiên mình nói, tại sao cái ông đó hay cái chị đó chết trẻ vậy, không phải không? Không biết, nó tùy theo cái phước duyên của mọi người. Có người chết ngay trong bụng mẹ, mình thấy, mình biết. Và những vị, có những hài nhi mới, bà mẹ mới vừa thụ thai vài ba ngày, vài ba tuần là chết. Hoặc là mới vừa lọt lòng là chết. Đó, chuyện nó xảy ra trong gia đình chúng tôi thấy. Trong người bà con có thai 9 tháng 10 ngày, tới chuyện mới sinh ra là cái sợi dây nó quấn cổ đứa bé không thể thở được, chuyện khoảng vài ba phút là nó chết. Cái phần phước cũng không có, chỉ sinh lần ra là chỉ được mấy phút thôi, hoặc là vài ba năm, hoặc là 10 năm 20 năm là cũng bị tai nạn bệnh hoạn. Dĩ nhiên chúng ta không ít khi chúng ta nhìn thấy chuyện, chẳng hạn như cái tin tức đặt xôn xao ở trên trên mạng, trên đài cũng vậy, mới xảy ra cách đây hôm qua ở Bình Anh. Có những người họ đi chơi ban chiều, chơi tự nhiên khủng bố thế, lấy xe tông vào rồi đem lấy dao cắt cổ rồi kìa đâm thế mà chết ở tiếng bình dân là lãng xẹt, chết một cách kỳ cục. Mình không biết nó xảy ra bất cứ lúc nào. Thì khi mình đi bộ bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi cửa, rồi cái xe nào họ lạc tay lái là có ông xe uổng lái xe ông tông, mình chết trước khi chết ngay trước nhà. Là mình thấy những cái chuyện đó là không phải nói ra để bi quan, xin nhấn mạnh, mà nói ra để mình nhắc nhở lại, mình thấy được cái sự thật mà mình ngại, mình sợ, mình không muốn nói tới. Mình phải có một cái nhìn thực tế, đôi khi cần có một cái can đảm, bởi vì cái sự thật đó là sự thật. Bây giờ cái điều mà mình có thể sửa soạn là cái tâm ý của mình như thế nào, mình phải tập. Thì khi tới bất ngờ quá là tự nhiên tâm ra mình buồn khổ, mình thất vọng, rồi mình quán trách này mình không giải quyết được vấn đề. Khi mà mình biết, mình tập trước rồi, mình phải bình tâm, khi nó xảy ra mình nó là như vậy, nó phải xảy ra. Mình không biết nó xảy ra lúc nào, nhưng nó phải xảy ra. Đó thì trở lại vấn đề, là cái cuốn sách này chúng tôi thấy rất là hay. Nhưng mà nó cũng có một cái điều nó có thể là nó chưa thuận tiện lắm, là bởi vì khi mà ông ngài sư Analayo soạn ra cuốn sách này thì cái mục đích của ngài thứ nhất là giúp chúng ta đưa ra những cái ý tưởng dựa theo kinh điển để giúp chúng ta sửa soạn đối phó với là cái bệnh và cái chết. Nhưng mà cái đặc nặng trọng tâm đó là ngài muốn giới thiệu cái nguồn kinh điển A Hàm, tức là trong Hán Tạng, và một vài cái bài kinh trong Phật giáo Tây Tạng có liên quan, nó tương đương với lại hệ liệt thầy gia, nó đặt nặng và giới thiệu những bộ kinh A Hàm. Chúng tôi cũng đang phân vân không biết có nên dịch ra hay không, bởi vì chúng ta quen thuộc với lại cái hệ liệt thầy gia, bây giờ đưa ra của A Hàm như thế này thì nhiều khi nó cũng không có được thích hợp. Và khi mà chúng tôi dịch ra hoặc là trình bày thì chúng ta cố gắng lấy những cái bài kinh trong Pali để mà trình bày để mình thấy đặt nặng trong tâm bài kinh Pali hơn. Đó là cái sự khác biệt chút xíu giữa cái lối trình bày của mình cũng như so với lại cái nội dung của cuốn sách. Mà dầu chúng ta bình tâm, chúng ta nhìn một cách khách quan thì dầu cái nguồn A Hàm hay là nguồn Pali đều là những cái nguồn kinh điển nguyên thủy, bắt đầu từ thời
bắt đầu kết tập và phân chia bộ phái. Và chúng ta cũng không nên có một cái thái độ theo cái nhìn riêng của chúng tôi, chúng ta không nên có thái độ gọi là cố chấp. Mình chỉ cho rằng một cuộc đó là đủ rồi, mà chúng ta có một cái may mắn là bây giờ chúng ta có hai cái nguồn kinh nghiệm mà chúng ta có thể sử dụng được, nhất là người Việt so với lại những cộng đồng người Thái hay là người Tàu hay là người Anh, người Mỹ. Mình may mắn vô cùng là bởi vì hai cái nguồn kinh điển chính đó, tức là cái nguồn bên Pali và cái nguồn Hán Hạn hoặc A Hàm, đều đã dịch sang tiếng Việt hiện đại và cũng có sẵn ở trên mạng. Còn không thì có thể các anh chị những nhóm Phật tử Việt Nam họ in lại thường xuyên, thế là mình có thể đọc được bằng cái mình không cần phải phải bỏ thì giờ hay là phải cất công học tìm hiểu sâu xa về chữ nghĩa Pali hay là chữ nghĩa tiếng Hán, đều đã dịch ra tiếng Việt hiện đại. Mặc dầu chúng tôi không có đủ khả năng hoặc là không có đủ tư cách để mà bình phẩm về cái giá trị của cái bản dịch, bất tất cả những bản dịch nào thì chúng tôi đều trân quý hết. Mình không có khả năng để mà nói hay hay dở, không có khả năng đó. Mình đều trân trọng hết. Mà ít ra mình đọc được, tập rồi mình so sánh, có những cái chỗ này chỗ kia mình so sánh bổ sung cho nhau, cái điều rất tốt. Đó là cái ít ra là cái nhìn của chúng tôi rất nhiều. Các anh chị thấy được cái hình này chứ hả? Cái hình của cái bài đầu tiên tôi đưa ra cái bàn lên, xin lỗi đưa ra cái link. Bây giờ thì hôm nay có 24 chương. Chúng ta đang đọc thì chưa phải đọc xong. Đọc rồi nghiền ngẫm từ từ, mỗi ngày đọc vài trang như vậy rồi nghiền ngẫm. Có 24 chương. Và mỗi chương như vậy có những cái chủ đề và trích những cái bài kinh. Phần cái phần trích kinh thì cái trọng tâm của bài của cuốn sách là Ngạ La Vô dẫn chứng những cái bài kinh trong cái nguồn A Hàm. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng có đề cập đến nguồn Nikaya. Là khi chúng tôi đọc như vậy thì đọc về cái bản dịch tiếng Anh, cái nguồn A Hàm của Ngài. Nhưng mà khi mà Ngài dẫn chứng những cái bài kinh tương đương ở Nikaya thì chúng tôi tìm đọc những cái bài kinh ở Nikaya. Đa phần là bản dịch của Ngài Quán Thế Âm sau. Để mình có cái nhìn cân bằng, so sánh, để mình thấy trân trọng cả hai nguồn Pali và nguồn A Hàm. Và sau đó thì khi chúng tôi đọc tới đâu thì chia sẻ tới đó, bởi vì khi mình chia sẻ, mình nói ra, mình viết ra, mình soạn cái biểu đồ ấy, thì cũng giống như cái hình thức mình làm bài tập, nó giúp cho mình hiểu rõ thêm cái vấn đề. Chưa chắc thì mình hiểu hết, nhưng mà giúp cho mình hiểu rõ thêm được chút. Nên mỗi ngày mình nắng nó, mình sửa soạn, sắp đặt những cái ý tưởng thành những cái biểu đồ như vậy để giúp cho mình hiểu thêm. Và khi mà chúng tôi gắn kết trong Facebook, chúng tôi có cái trang Facebook thì thỉnh thoảng đưa vào những cái biểu đồ hoặc là những cái bài dịch sang tiếng Việt như vậy, là không có phải để khoe khoang hay là để chỉ dạy ai hết, mà chỉ là để chia sẻ. Rồi mà trong khi mình chia sẻ như vậy thì khi mình dịch từng chữ từng câu là mình học thêm, động não, giúp cho mình suy nghĩ đào sâu thêm. Đó là cái chủ trương của chúng tôi, là phải có lợi cho mình trước rồi có lợi cho người sau, tức là mình làm thì vừa làm vừa học, vừa học vừa học tới đâu mình làm tới đâu, giúp cho mình có một cái sự thích thú ở trong chuyện chuyện mình làm, và đồng thời cũng là một cái động lực để cho mình hiểu rõ thêm cái nội dung của cuốn sách. Rồi trong cuốn sách đó thì có cái phần cuối cùng, cái phần cuối cùng mà chúng tôi thấy thực tế, tức là Ngài dựa trên cái bài kinh Virimananda để mà Ngài, trong đó có 10 cái đề tài mà Đức Phật giảng để mà chúng ta tập, chứ không tập là phải để mà hướng dẫn thực hành. Thì cái ý của Ngài Analayo là để giúp cho mình sửa soạn trước. Ngài coi như là cái 10 cái hướng dẫn đó bây giờ mình tập, nếu mình hiểu được mình tập mỗi cái hướng dẫn, cái đề tài như vậy khoảng vài 3 phút, hay là mỗi ngày mình tập. Vậy 10 cái đề tài đó có thể mình tập trong vòng 1 giờ, một buổi thiền của mình. Có những người, hạn như bản thân chúng tôi thì trước đó thì khi mình hành thiền thì mình chỉ tập trung vào một hai cái đề mục thôi, tức là chẳng hạn như là theo dõi hơi thở, hoặc là mình quán từ bi, mình rải cái lòng từ của mình, hoặc là mình quán cảm thọ. Lâu lần thật sự là mình nói
chúng tôi là chỉ là một phạm nhân thôi, còn đang tu tập chưa đi tới đâu. Và đôi khi mình phạm nhân thì kiến chán, như mình ăn một món và kiến chán do mình thay đổi món ăn, còn mặc dù mình vẫn phải phải lựa những cái món nào mà nó thích hợp cho mình, có bổ dưỡng cho mình. Nhưng mà mình ăn một món phải chán, hãy ăn cơm rồi chán, lâu có đổi qua phở, hủ tiếu, ăn bánh mì hay khá nhiều. Bây giờ chúng tôi phải thấy là mình thử mình tập theo lời hướng dẫn hay là của ngài, hay là vô trong cuốn sách của mình, cũng như sự thay đổi nhưng mà vẫn dựa theo tinh thần kinh điển. Ngài có 10 cái đề tài như vậy để mà mình mà ngài khuyên mình nên thử, có ngài thử thử cả 10 như vậy trong một cái buổi thiền 60 phút mỗi ngày. Thử một chút chút vậy cho lập quen, và đồng thời mình cũng có thể lượm đặt, có thể thu thập được một vài cái ý niệm để giúp cho mình sống một cuộc sống bình thường và đối phó với những chuyện đương nhiên nó sẽ xảy ra cho mình, và mình là già, bệnh và chết. Thì trong cái bài kinh Virimananda đó, cái sự tích trong thật sự ra có về cái tư liệu thì chỉ có hai bản thôi. Một cái bản là dựa theo trong cái tăng chi bộ của Nikaya của hệ Pali mà ngài Minh Châu có dịch ra tiếng Việt, và chư tăng cũng có thường tụng. Hôm nào nếu mà có duyên thì chúng tôi sẽ phát thanh cái bài tụng vừa tiếng Pali và vừa tiếng Việt. Và khi mà tụng cái bài kinh là tụng chậm thì rất lâu, khoảng 30-40 phút mới xong bài kinh. Và chư tăng thì phải dùng cái bài này để mà tụng trong những buổi lễ kinh, buổi lễ lớn về an, nhất là những người bị bệnh. Cái sự tích là như thế này, là khi một ngày đó thì ngài Virimananda bị bệnh nặng, thì ngài Ananda tức là thị giả của Đức Phật biết được cái tin này, mới tới báo tin cho Đức Phật biết, và thỉnh Đức Phật thì tới để gặp thăm ngài trưởng lão Virimananda, nhưng mà Đức Phật không đi. Đức Phật nói là okay, tôi xin lỗi, chỉ chưa nói một cách, mình chưa nói một cách nôm na. Đức Phật nói bây giờ ta sẽ giảng cho người biết 10 cái điều này, 10 cái pháp quán tự này, và sau đó người ta học thuộc lòng nhớ tới gặp cho ngài Ananda, tới gặp ngài Virimananda, nói lại những cái gì Đức Phật dạy. Thì ra những cái lời giảng của Đức Phật là giảng cho ngài Ananda nghe, và sau đó ngài Ananda ghi, rồi ngài có một trí nhớ rất tốt. Thì ngài chăm chú nghe xong 10 cái đề, 10 cái đề tài, cái bài giảng của Đức Phật, rồi ngài Ananda mới tự thân đi tới gặp ngài Virimananda, thực lại những cái gì Đức Phật giảng, 10 cái điều đó. Ngài Virimananda có lẽ là trước đó là ngài đã tu tập nhiều, ngài đã quen thuộc những cái đề tài này, nhưng bây giờ chỉ được Đức Phật chỉ nhắc lại, hoặc là qua lời của ngài Ananda nhắc lại, là ngài hiểu ngay. Và nữa là ngài cũng chăm nằm trên giường bệnh, ngài chăm chú ngài nghe như vậy. Sau khi mà ngài Ananda thuật lại hết 10 cái pháp quán tưởng đó, thì ngài Virimananda rất là hoan hỷ và ngài hết bệnh. Đó là cái duyên sự của bài kinh. Nữa có lẽ đó là cũng cái lý do tại sao chư tăng lấy cái bài kinh này để mà dùng ở trong cái loạt kinh hộ trì hay pháp biện pháp, thường thường không cho những người bệnh này nghe. Chúng ta không biết là nhiều khi chúng ta chỉ nghe tiếng Pali thôi, hoặc là nghe chư tăng tụng chân hóa là mình cũng không hiểu ý nghĩa, tại biết tại sao. Và cái điều cần là mình hiểu được cái nguyên do, và mình cũng hiểu được là ít ra là cái nguyên tắc hay là đại ý của từng cái pháp quán nó như thế nào, và nếu được thì mình thử trước, mình có một vài cái kinh sơ được thử ra. Khi mà nghe chư tăng nhắc lại thì mình mới quan hệ, chứ mình ta chưa có nghe cái bài kinh này bao giờ, hoặc là chưa có biết 10 cái pháp quán tưởng này là gì, cũng nghe e rằng lúc đó nằm ở trên giường bệnh thì cũng có một vài cái tác dụng, nhưng mà có lẽ không có thực tế lắm. Đó, mình tập nghe trước, hiểu trước, là mình có thể mình áp dụng, không có áp dụng cách nghiên mặt thì ít ra cũng áp dụng sơ để biết là như thế nào, ý nghĩa như thế nào, cái cách hành trì như thế nào, để khi mà chư tăng nhắc nhở lại thì mình biết, mình quan hệ mình hiểu.
cái gì mình hiểu thì mình có thể thấm, cái gì khi mình không có hiểu thì chữ tăng tụng mà tiếng Pali mình không hiểu ý nghĩa như thế nào, là mình cho rằng nó có cái quay lực thiên liên thì mình phải coi thêm. Theo cái ý nhìn của chúng tôi là có lẽ cũng không có tác dụng bằng cách khi mà mình hiểu được rồi khi chữ tăng tụng thì thấy quan hệ một chẳng hạn như chúng tôi thì không có bao giờ thỉnh chữ tăng tới tụng cho mình hết, nhưng mà mình đi cùng với chữ tăng để thăm người bệnh, hoặc là khi những người nào qua đời chữ tăng tụng những cái bài kinh. Mặc dù tiếng Pali chúng tôi cũng còn dở, không có biết, nhưng mà ít ra mình hiểu được ý nghĩa. Biết chữ tăng tụng thì khúc đó và ý nghĩa là gì. Thì tự nhiên mình lắng tai mình nghe, cái tâm mình nó qua thì nhiếp tại một quán hiểu. Ra cái cũng là cái điều mà chúng tôi đề nghị các anh chị. Nếu có dịp thỉnh chữ tăng giả trong một cái lễ lớn hoặc là lễ nhỏ, khi mà chữ tăng chúc phúc cái đoạn Pali thì chúc cái đoạn Pali nó có ý nghĩa là gì, ít ra mình nắm được cái nội dung, không cần phải hiểu từng chữ. Nếu mà hiểu được từng chữ thì tốt, mà nếu mình không hiểu được, ít ra mình hiểu được cái nội dung của từng đoạn Pali và chữ tăng cũng là khi mình hiểu như vậy thì nó mới có chẳng hạn như là kinh từ bi này, chữ tăng tụng một tiếng tiếng Pali thì mình cũng theo dõi hiểu là từng khúc có bao nhiêu bài, hoặc là một chữ tăng tụng cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc là bài kinh đại hạnh phúc Sutta Maha Sutta Mangala, thì mình hiểu được, mình không theo dõi được từng chữ nhưng ở trong hiểu từng đoạn, ý của từng đoạn được Phật giảng về cái 38 điều hạnh phúc là như thế. Cũng như khi chữ tăng tụng cái bài kinh Girima Nanda này cũng vậy, ít ra mình hiểu được 10 cái pháp quán tưởng là như thế. Đó thì chúng tôi chỉ nói sơ như vậy. Bây giờ 10 pháp quán tưởng đó là gì? Nếu mà các anh chị nhìn trong cái bài biểu đồ này thì ở bên tay phải chúng tôi có tóm tắt lại. Đó là thứ nhất là quán về vô thường, thứ hai là quán về vô ngã, thứ ba là bất tịnh, thứ tư là nguy hiểm. Đó là 4 cái phần mà chúng tôi đã trình bày trong những cái phần trước. Hôm nay sẽ trình bày cái phần thứ 5 là quán về từ bỏ. Tức là nói về chúng ta làm sao chúng ta ít ra trong cái giai đoạn đó, trong cái khoảnh khắc đó chúng ta làm sao từ bỏ được dục tâm, sân tâm, hại tâm và hạ tâm. Rồi quá thứ thiết thứ 6 là ly tham, thứ 7 đoạn diệt, thứ 8 là nhàm chán đối với toàn thế giới, thứ 9 là vô thường trong tất cả các hạnh. Và qua cái quán pháp cuối cùng là coi như tóm tắt lại bao gồm tất cả những cái điểm trên, tức là chúng ta niệm hơi thở như thế nào. Trong cái niệm hơi thở thì cũng có 4, có 16 bước, chỉ là 4 nhóm quán thân họ tâm. Mình thấy đây là 10 pháp, gọi là 10 pháp nhưng bao gồm được tất cả những cái gì mà gọi là cái tinh hoa của pháp hành thiện rất là cái giảng giải và để lại giúp cho chúng ta. Thì trong đó ngài theo cách phân tích của ngài Analayo, bây giờ có nghe được chứ hả? Ngài phân tích của ngài Analayo thì 10 pháp đó theo cái nhìn của ngài thì có chia làm nhóm, những nhóm 4 phần tử, 4 chi. Đầu tiên á là 4 chi đầu tiên, coi như 4 phần tử đầu tiên là 4 pháp đầu tiên, là vô thường, vô ngã, bất tịnh và nghi. Cái thứ hai tiếp theo là nói về từ bỏ, thì ngài coi như là nhóm 4. Bởi vì mặc dù nói là quán từ bỏ, chứ trong đó mình nói tới 4 đề tài, tức là làm sao mình đối phó với dục tâm, sân tâm, hại tâm và ác tâm. Rồi qua cái nhóm tiếp đó là coi như là có 4, cái 4 chi nữa là ly tham, đoạn diệt, nhàm chán với toàn thế giới và vô thường trong tất cả. Rồi cuối cùng nói về cái đề tài niệm hơi thở, mình coi đó là một đề tài thật sự theo cái nhìn của ngài Analayo thì nó là 4 chứ không phải là 1. Bởi vì ở trong niệm hơi thở là chúng ta phải có niệm thân, niệm họ, niệm tâm, niệm pháp trong cái pháp quán hơi thở. Các chị có thể giỏi được nha, có hiểu được cái này. Ra nói rằng 10 chia làm những cái nhóm 4 chúng ta đưa ra cái biểu đồ này. Mình nhìn cái biểu đồ này ít ra mình có một cái hiểu rõ ràng tổng quát. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái hình tiếp. Rồi các anh chị qua cái hình số 2. Và được cho tín hiệu. Bây giờ chúng ta dùng cái đầu tiên là Đức Phật nói là quán vô thường.
quán vô thường ở đây tức là mình dùng cái thân ngũ uẩn của mình để mình thấy sự thay đổi, vô thường là thay đổi, tức là không có đứng yên, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Đó là theo cái nhìn chung của người Ấn Độ ngày xưa, là cái mà chúng ta gọi là con người á, là chúng sinh, một chúng sinh thì chỉ có năm phần tử nó kết hợp lại. Nếu mình đi bắt đầu từ đầu á, thì mình chỉ nói là thân và tâm, mình có thân và có tâm, có một cái thân vật lý và trong đó cái phần tinh thần hay là cái phần tâm. Rồi trong cái phần tâm á, thì được chia làm bốn, đó là thọ tưởng hành thức. Khi mình tiếp xúc với cái gì đó thì mình có một cảm thọ đau hay là không đau, thích hay không thích. Rồi cái mình có một cái tưởng, sau khi mình có một cái thọ rồi thì mình cho nó là cái gì, mình dựa theo những cái gì, những cái kinh nghiệm mình đã học hỏi từ nhỏ hoặc là từ những cái đời trước để lại cứ tích tụ lại, thì bắt đầu cho nó là cái gì, nhận. Sau khi mình cho nó là cái gì, nghĩa được nó theo cái kinh nghiệm có thể không đúng nhưng bắt buộc phải có cái chuyện này, cái tưởng gọi là cái tưởng, chứ không phải là cái tưởng nó là gì xấu đâu. Nó dựa theo những cái gì mình học, mình biết, mình trải qua từ trước. Rồi cái mình có cái phản ứng, mình muốn lấy nó hay là muốn đẩy nó đi hay là bị buông bỏ này, là cái phản ứng của tâm. Đó gọi là cái hành. Rồi tất cả những cái chuyện làm từ thọ tưởng hành như vậy đó, mình nhận biết được, mình ghi nhận, mình biết được. Cái đó gọi là cái thức, đó là cái phân tích, cái phân tích về cái thân tâm vật lý của cái Ấn Độ thời xưa mà chúng ta áp dụng vào tới bây giờ. Cái điều đó là không phải chỉ riêng ở đạo Phật, rất là nhấn mạnh cái này, đó là cái hiểu của người Ấn Độ thời xưa cách 25-26 thế kỷ trước. Nhưng mà cái khác biệt của đạo Phật là cho rằng Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng năm cái thành phần cấu tạo, cái gọi là chúng sinh đó không có đứng yên, mà nó thay đổi liên tục vô thường. Cái đó mới là cái khác biệt của đạo, giữa so sánh giữa đạo Phật và những cái đạo khác ở Ấn Độ và thời đó và ngay cả tới ngày hôm nay. Chúng ta phải để ý cái chỗ này nhiều hơn, mà khó lắm, bởi vì lúc nào chúng ta cũng có một cái khuynh hướng là cho rằng có một cái gì đó nó không thay đổi. Mình nói là nó là cái thức hay là, rồi mình phân chia nó ra, rồi mình nói nó là A là giai thức hay là một cái hồn, cái gì đó. Mình cho nhiều cái thuật ngữ mình đưa ra để mình củng cố cái niềm tin hay là cái sự biết của mình, cho rằng nó có một cái gì đó không thay đổi. Rồi mình dính mắt vào trong đó. Mà chúng ta nhớ căn bản của đạo Phật là cho rằng tất cả những cái gì gọi là chúng sinh đều thay đổi hết, vô thường thì không có cái gì không thay đổi được. Nó chỉ là một cái dòng chảy liên tục như vậy. Và để áp dụng vào trong trường hợp này, cái trường hợp một người bị bệnh hay là một người sẽ biết rằng mình sẽ chết, mình sắp chết, để giúp cho mình hiểu được là bởi vì nó thay đổi luôn luôn, mình không có giữ nó đứng yên được, là mình sanh ra cái tâm mình không có chấp dính vào trong, bởi vì đó là một cái thực thể giống như một cái dòng sông chảy như vậy, mình không có bắt nó đứng lại. Nó đứng trên bờ mình nhìn xuống dòng sông, không bao giờ cái dòng sông nó là giống nhau từ một cái dây này sang một cái khoảnh khắc này sang một cái khoảnh khắc khác. Đó là cái ý tưởng này mà chúng ta áp dụng vào trong cái trường hợp của một người bị bệnh hay là một người sẽ chết, là mình tên tập như thế, mình chấp nhận cái sự thật. Chúng ta đang phải thấy đó là cái pháp quán tưởng đầu tiên. Bây giờ các anh chị bấm vào trong cái chữ next image hoặc là chúng tôi sẽ hướng dẫn, thì chúng ta qua cái pháp quán thứ hai. Cái pháp quán thứ hai các anh chị nhìn đó, có cái hình số 3, chúng tôi mới được cái link ở trên này, chứ vào được rồi ha, ai không vào được thì cho biết. Bây giờ chúng ta nhìn qua một cái khía cạnh khác nữa. Bây giờ hồi nãy là chúng ta nói về cái cấu tạo của con người mình chỉ có năm phần tử, năm cái nhóm, năm ấm hay năm quận, sắc thọ tưởng. Bây giờ mình nhìn qua một khía cạnh khác cũng về cái gọi là con người và cái gọi là thế giới. Tại sao mình biết có thế giới? Khi mình biết mình thật sự hiện hữu, tức là mình nhận thức được, tiếp xúc được với cái thế giới bên ngoài. Và theo cái nhìn, một lần nữa cũng là cái nhìn chung của người Ấn Độ, chúng ta phải để ý trong này những cái bài giảng và kinh điển mà còn truyền lại tới ngày hôm nay, tức là được ghi lại những cái gì xảy ra 26 thế kỷ trước. Tức là mình phải, đôi khi mình đọc kinh điển đó, mình phải tự đặt mình ngược dòng thời gian vào trong cái khung cảnh lịch sử của Ấn Độ 26 thế kỷ trước.
bởi vì cái ý thì là mình hiểu, nhưng mà những cái chữ dùng hay là hoặc là những cái cách diễn tả rằng phải nhớ là phải tự đặt mình đi ngược, mình ngược dòng thời gian, tự đặt mình một cái khung cảnh văn hóa xã hội chính trị kinh tế vân vân của xã hội Ấn Độ 26 thế kỷ. Cái điều rất quan trọng để giúp cho mình hiểu rõ, thì khi mình xét xén đó, mình xét đoán cái bài kinh qua cái nhìn của cái người ở thế kỷ 21 ngày hôm nay là không đúng, hoặc là qua cái nhìn của người Pháp, người Mỹ hay là qua người Việt, để nhìn làm sao mình tự đặt mình đi ngược thời gian 26 thế kỷ trước, là một người Ấn Độ đang sống ở trên cái trong cái vùng dọc theo bờ sông Hằng ở Ấn Độ. Nếu mình có thể đi ngược lại như vậy thì mình có thể hiểu rõ được thêm cái nội dung của bài, cũng như những cái diễn biến, những cái biến cố xảy ra trong cái 45 năm hoàng pháp khi mà Đức Phật còn là một trong những cái điều mà chúng tôi kinh nghiệm riêng của chúng tôi là chúng tôi lúc nào cũng thích đi hành hương Ấn Độ, và cũng lúc nào cũng khuyến khích cổ vũ động viên mọi người nên phải đi hành hương. Mà đi đó không phải đi chụp hình thôi để em về khoe, hoặc quay video rồi mặc đồng phục hay là mặc áo tràng này kia đủ kiểu đủ màu tới đó tụng kinh rồi về, cái đó cũng được, cái đó cũng là điều hay, nhưng mà nó chưa đủ. Tức là trước khi đi đó mình phải tìm, bây giờ sách vở bằng tiếng Việt cũng nhiều mà tiếng Anh rất nhiều, mình tìm hiểu về xứ Ấn Độ như thế nào, cái bối cảnh lịch sử và văn hóa như thế nào, mình tới đó thì mình tưởng tượng lại, mình hình dung lại khoảng 26 thế kỷ trước là cái sự sinh hoạt của người dân Ấn Độ. Cái điều đó rất quan trọng. Khi mình tới đó rồi cứ đem theo thức ăn rồi theo ăn rồi không chịu ăn đồ Ấn Độ này, nó hoặc là chê dơ này kia. Nhưng mà phải tưởng tượng là 26 thế kỷ trước người Ấn Độ sinh sống ăn những cái món ăn, quần áo họ mặc như thế nào, họ có những cái sự đối xử giao lưu với nhau như thế nào. Tại vì những cái đó hoặc mặt mình mặc dù thấy không quan trọng, nhưng mà theo cái nhìn chúng tôi nó rất là quan trọng, giúp cho mình hiểu rõ thêm cái bối cảnh của những cái bài kinh. Lần đi lần khó, trước khi mà đi Ấn Độ không phải chỉ để dành tiền và thời gian, nhưng mà nên để dành thời gian nghiên cứu sách vở, bây giờ ít khá nhiều lắm, để mà biết được cái sinh hoạt, cái khung cảnh, cái bối cảnh của Ấn Độ. Bây giờ trở về đây, qua một cái nhìn khác thì chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài giống như qua cái 6 cái cửa, nhưng mà ở trong bên nhà bây giờ mình nhìn ra bên ngoài có khách tới ra vào qua 6 cửa. 6 cửa đó là mặt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là 6 cửa vật lý, 5 cửa vật lý là xin lỗi, 5 cửa vật lý là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và một cửa thứ 6 là cửa ý. Rồi tiếp xúc là 6 cái đối tượng, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có 6 cái tiếp xúc như vậy thì mình tự nhiên automatic thôi, là tự động chứ không thể nào tránh được, tức là có cái thọ, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả, tức là không lạc. Và ba cái loại thọ này nhân cho 6 cái sự tiếp xúc thành ra 18 loại, chỉ đơn giản như vậy. Mà qua cái nhìn của người Ấn Độ thấy về sau này là có A Tỳ Đàm ghi diệu pháp là phân chia thì nó chi tiết, chúng ta nên nhớ theo cái những nhà học giả, nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo cũng như bản thân chúng tôi cũng đồng ý như vậy, là những cái tư tưởng về A Tỳ Đàm là ví dụ pháp được phát triển về sau. Bây giờ chúng ta trở về cái thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ Đức Phật còn tại thế, và có thể khoảng trăm năm sau đó chỉ có 18 cái loại thọ đó thôi, qua 6 cái sự tiếp xúc là khổ, không là không khổ, nhân cho 6 thành 18. Và 18 cái loại thọ này ở trong 3 thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. 3 thời theo cái chiều thời gian, nữa là có 18 nhân 3 là 54 loại thọ. Và 54 loại thọ này có thể là chia làm có thành hai nhóm: một nhóm dành cho thường nhân, người phạm nhân như mình, hoặc là và một nhóm khác để cho những cái vị đã nhập dòng thánh. Các vị đấy cũng có thọ chứ phải là không. Cái nhìn của người Ấn Độ thời xưa họ chia làm hai nhóm như vậy: một nhóm phạm nhân và một nhóm thánh nhân. Để 54 nhân 2 thành 108, từ đó mình biết mình có 108 loại thọ. Là con số 108 thì tượng về sau là dùng trong những cái ngữ cảnh, những cái trường hợp khác, thì mình nhớ tại sao bắt đầu mình có được con số 108. Cái này thì chúng tôi cũng nói nhiều lần rồi,
nhưng mà cũng chắc là cho nó vui, cho nên chị phải nào mà quên hoặc là chưa biết thì biết trong lời Phật pháp còn nghe rõ chứ. Và 108 này thì dựa ra một quả thọ này thì dựa theo cái bài kinh thứ ba khi Đức Phật giảng cho một số những vị đệ tử mà trước đó là họ đi theo đạo thờ thần vũ, thì ngài dựa theo cái cảnh vụ hình ảnh về thần lửa, ngài nói là thật sự không có thần lửa nào, những cái loài thọ đã cháy rực nó làm cho mình khổ sở, cháy rực bởi cái gì, cháy rực bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Khi mà đúng chạm như vậy, có những cái loài thọ thì mình chạy theo nó, mình bắt nó phải thế này thế kia hoặc muốn duy trì nó qua cái tham, hoặc là mình đẩy nó đi ra cái sân, hoặc mình không biết là cái gì, nó qua cái sự si mê của mình, rồi tâm ra khổ sở buồn rầu thật. Từ đó mình khó tạo ra những cái nghiệp hành và nó dính bắt mình dính vào trong cái vật vọng của những con sinh già bệnh chết tự truyền miệng. Và đối với một cái người mà họ đã thấy được cái vị thánh nhân thì họ không có chạy theo, mặc dù cũng có thọ, vị thánh nhân cũng có thọ lạc, họ khổ, họ xả, nhưng mà các vị đã biết có đó là cái vô thường, không có cái tôi cái ta trong đó. Các vị không có chạy theo vui lòng, thì nếu mà các vị một cái vị nào đang tu tập và làm được như vậy thì coi như là đạt được cái mục tiêu cuối cùng, là thì những gì cần làm phải làm xong, không có hoặc không có trở lui lại, tức là không có tái sinh để là giải thoát giác. Thì đó chúng tôi tóm lại như vậy. Có cái phần quán thủ thứ hai, có được cái đề mục thứ hai, tức là giúp cho mình nhắc lại là qua cái nhìn của một cái của chúng sinh và cái biết của chúng sinh qua sáu cửa đó, thật sự là cũng không có cái ngã trong vô ngã, không có cái tôi cái ta bất di bất dịch ở trong đó, nhưng mà mình cho là có cái ngã là khổ, và lúc nào cũng phải có sáu loại thọ hoặc là một người bình thường được nào cũng phải tiếp xúc với lại cái thế giới bên ngoài qua sáu cửa đó thôi, nhưng không có tránh được. Đó là nói về cái quán thứ hai, tức là quán vô ngã. Cái quán thứ ba thì gọi là quán bất tịch. Tức là bây giờ mình trở về cái thân thể của mình. Cái chữ bất tịnh đây thì dịch, nhưng mà giữa đối khi mình dịch như vậy thì khi đâm ra phải hiểu lầm. Chúng tôi gần đây thì lại có khuyên hướng là nếu mà có thể được thì mình hiểu là đây là quán bất Mỹ. Mỹ ở đây không phải là Hoa Kỳ. Mỹ đây tức là mỹ miều và đẹp, tức là coi như là mình không, cái thân mình thật sự không có gì đẹp, thân nó là thân, nhưng mà có điều đó mình phải nhớ, đôi khi mình đã bất tịnh hay là mình quán bất mỹ là mình cái phản ứng là mình đi một cái cực đoan khác, tức là mình cho mình ghê sợ ghê tởm thì cũng không đúng, đây nó cũng không có gì ghê tởm mà cũng không có gì hấp dẫn, mình nhìn lên mình nhớ là mình nhìn thật khách quan cái thân của mình là như thế nào, nhìn như kiểu như là trong một vài đoạn kinh trong kinh điển có nói là như là cái ông đồ tể hay người bán thịt xẻ con bò ra, xẻ con heo ra, thấy những cái bộ phận đó là như vậy, chứ không chê cũng không thích, nó là như vậy. Thì theo cái phân tích của trong kinh điển thì có 31 phần, rồi về sau thì cái bài tham luận sau này cũng được giải sau một thêm phần là không nào nữa, là 32. Chúng ta nhớ chỗ này, đây là chi tiết nhỏ nhỏ thôi, tức là nếu mà theo đúng cái kinh điển á, những cái bài kinh trong kinh tạng thì chỉ có 31 phần, rồi về sau thì những cái bài luận giải sau này thì thêm phần nữa. Do đó mà trong cái bài kinh tụng ở trong cái bộ tiểu bộ kinh phân kinh thập thì cái câu cuối cùng thêm vào phần theo cái nhà phân tích của cái nhà Phật học thì nói rằng thật sự ra lúc đầu chỉ có 31. Và theo cái nhìn của ngài luận sư Buddha Gosa trong cuốn Tâm Tịnh Đạo thì để cho dễ học là cái phân chia là từng lớp nhóm, là mình dễ theo dõi, mình dễ nhớ, dễ tụng. Và mình nhớ một lần nữa chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở chỗ này là đây là cái nhìn, cái phân tích, cái sự, cái kiến thức, cái hiểu biết của người Ấn Độ thời đó, tức là 26 thế kỷ trước, chứ không phải là mình nhìn như vậy rồi bây giờ mình nói tại sao mà thiếu cái phần này, nó thiếu phần kia, mà tại sao đem tóc vào, tại sao đem nước tiểu vào trong cái bộ phận cơ thể, đó là không có đúng. Đó là mình nhìn theo cái hiểu biết y học, y khoa của mình của thời đại hôm nay, của thế kỷ 21. Nhưng chúng tôi chắc là cái nguyên tắc là mình phải tự đi ngược lại lịch sử, đặt mình trong cái người Ấn Độ khoảng
2.600 năm trước. Rồi mình thấy là lúc đó là mình mới thấy là lúc Ấn Độ thời đó họ đã có cái gì, mặc dù không chính xác với so sánh với ngày hôm nay về y khoa, nhưng mà rất là tiến bộ. Khi họ không có những cái dụng cụ nào hết, chỉ có con dao rồi, chỉ nhìn như vậy thôi, cái kéo này thôi, họ đã biết phân tích những cái bộ phận chính của con người, phân tích như vậy mình mới ta thấy tháng 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 phục, kiếm phục được cái hiểu biết của người Ấn Độ, cái văn hóa Ấn Độ khoảng 26 thế kỷ. Nhưng mà so sánh bây giờ nó là phải nhớ mình phải đặt lược lại rồi. Lúc đó thì chưa những cái dụng cụ y khoa rồi này, cái đời sống phương tiện rất là thô sơ, với họ đã hiểu được như thế. Đó thì cả ba quốc Phật hay ba hai Phật này thì theo cái nhìn chúng ta chắc cái chỗ này, tức là cái nhìn của ngài Buddha Gosa thì nhớ chia là từ nhỏ, đầu tiên là tóc lông móng răng da, tiếp là thịt cân xương thủy thành, tim gan các mô la lách khổ, tiếp đó là ruột màng ruột vật thực chưa tiêu phân nữa. Rồi tới cái nhóm là mặt trạm mũ máu mồ hôi mồ, và cuối cùng là nước mắt nước mỡ nước bọt nước mũi nước khớp xương và nước tiểu. Anh chị có theo dõi được cái hình này đó là chị Xuân Mai có đưa ra cái link đó, tức là chia là từng nhóm để mà mình học cho nó dễ. Và cái mục đích đó không phải để mình ghê hợp, mà mục đích đó là để giúp cho mình thấy không cái gì khách quan, cái cơ thể cũng như là thật sự ra mình không khác biệt gì. Người nam cũng như người nữ, người tại gia cũng như người bình cùng, người nhà nghèo, người lao động, một ông chủ tịch, ông tổng thống hoặc là một cái cô thư ký cũng như nhau. Rồi người da vàng hay là cũng như người da trắng, da đen, da xám gì đó, cũng có bấy nhiêu thôi. Thành ra khi mình nhìn như vậy nó cũng giúp cho mình có cái nhìn bình đẳng, không có kỳ thị, không có phân biệt, không có khinh rẻ. Cái con người nó là như vậy. Và nếu mình đi theo một bước nữa, mình nhìn cái con heo hay con bò nó cũng như vậy thôi. Nó có cái nhìn không thẳng. Đây là nói về cái nhìn vật lý. Cái cơ thể của mình là nhiều khi mình không biết là mình che đậy bằng phấn son rồi quần áo kiểu này kiểu kia, là xích dầu thơm này, áo nước hoa này. Đó là những cái dĩ nhiên là mình cần như vậy để mình có cái đời sống tương đối dễ chịu, nhưng mà mình nhớ nó chỉ tương đối. Khi mà mình nằm xuống hoặc mình bị chết rồi, như các anh chị nào có từng đi làm việc ở trong bệnh viện hay là pháp y hay là ngay ở nhà, ngày xưa chúng tôi còn ở phụ phụ, khi mà bà cô ở trong nhà qua đời thì chúng tôi cũng phụ cha mẹ để mà tắm rửa cho bà, và mới mặc quần áo cho bà, trước liệm và là liệm trước khi mổ và trong quan tài. Thì mình tháo ra hết rồi thì mình thấy là như vậy, một bà cô mình kính mến thương mến, rồi nằm cũng như tóc lông móng răng ra cũng xương cũng gân, không có khác gì hết. Nên mình để ra mình có cái nhìn xả ly hết, chứ không phải để ghê sợ. Đừng có đôi khi mình đi tới một cái mình hiểu lầm. Thở ra những cái hình như vậy, nếu mình mới đầu mình không biết, mình nhìn cái mình sợ, nhưng mà mình bình tĩnh mình nhìn lại cái cơ thể mình là banh cái lòng ngực ra, thì bên trong thì phổi, tim, rồi gan, thận, cả cái thấy xương, thấy gân, rồi thấy bắp thịt. Hoặc là mình nhìn cái người bình thường mình nhìn kỹ thì thấy nước mắt, nước mũi, thèm nhem. Hoặc là mình đi vào nhà vệ sinh mình nhìn xem, mình thấy là cái thân thể mình coi như là nó sạch sẽ đầy nọ, mình xích ra, mình khoa dầu thơm, hoặc là mình ăn những cái món thanh tịnh, cái ăn rau không ăn thịt rồi này nọ, nhưng mà khi mình thải ra nó đều thô thúy như là thì sau khi mình được Ajahn Brahm cũng khuyên chúng ta là chúng ta đi vào nhà vệ sinh sau khi mà mình giải quyết theo cái nhu cầu mình xong, đừng có vội vã xối nước hay là đi ra ngoài liền, nhìn xuống, nhìn những cái gì mới vừa được thải ra. Bởi vì đó là cái phần nằm ở trong cơ thể của mình. Lúc đó mình thấy được cái thực thể thật sự ra không có cái gì mà mình gọi là đẹp hết trơn, nó là cái sự thật. Khi mình nhìn như vậy thì là để nhắc nhở cho những cái bộ phận cơ thể mình, để mình có cái người bệnh nhất là người gần chết không có bám chặt vào đâu. Là chuyện đó nó ngừng hoạt động là nó ngừng hoạt động thôi, chứ không có quá bám chấp, mà mình cũng không có sợ. Ở trong bởi vì trong cái cuốn sách của ngài Analayo, ngài cũng có những cái chương mà chúng ta sẽ trình bày về sau, đó là mình săn sóc cái người bệnh như thế nào, cái thái độ của mình khi mình săn sóc người bệnh, hoặc cái thái độ của mình khi mình
tới gặp người gần chết như thế, mình khuyên họ như thế. Bây giờ là mình tập nhìn, mình thấy giàu có cái người bệnh hay là người khỏe mạnh hay là một người đang đang sống hay là một người gần chết đều có những cái phần khởi như vậy, chứ không có cái gì mình ghê mình sợ. Hoặc là người chết xuống rồi khi còn sống thì mình thương, mình ôm, mình có ôm ập thì nó, mà khi nằm xuống kê xuôi xua tay chết rồi tự nhiên sợ rồi nó khóc lù ra, nhưng phải sợ không dám tới gần. Cái trường hợp này là chúng tôi đã từng quan sát như vậy. Có một cái gia đình nói nhân thờ người Thái cách đây cũng lâu, ông bởi vì cái người cha đó là thường hay đi khi đi chùa với rất là thân với gia đình. Cái đêm đó ông nằm ngủ sáng hôm sau là ông không có ngồi dậy, cái là chết. Ôi họ sợ quá, họ điện thoại tới, chúng tôi phải chạy tới để mà cố vấn người còn sống. Thì hôm trước thì ngồi chung với nhau, mà hôm sau ông nằm xuống chết rồi, mọi người không dám tới gần, họ sợ ma. Họ chỉ ngồi xa xa và khóc, họ không dám tới gần cái tay của cái xác của người chết. Mình là người ngoài, mình không có sợ, mình tới rồi mình phải chỉ, mình nắm tay, mình coi như thế nào, gọi điện thoại, gọi cái cảnh sát hoặc là cái xe cứu thương tới mà chở đi vào bệnh viện. Còn mấy người thân ở trong gia đình, ngay hôm trước ngồi ăn cơm với nhau mà sáng hôm sau ông chết rồi thì họ ngồi xa xa cho họ không nhận thấy. Nhưng mà mình hiểu như vậy, cái tâm lý con người rất là bình thường, chứ phải nói như vậy ra để mình chê bai gì hết, mình nhận xét không. Rồi trở về vấn đề này là mình phải nhìn cái cơ thể của mình như thế. Thì trở về vấn đề chúng tôi đó là một trong những cái đề tài mà chúng thường hay áp dụng trong đời sống. Là bây giờ 31, 32 phần nhiều quá, mình không hình dung ra được. Đến cái đầu tiên mà thực tế nhất là mình chỉ nhìn 5 phần ở đầu tiên. Đó là cái hình thứ hai tiếp theo. Đó là cái 5 phần thử đầu tiên là tóc lông móng răng già, tóc lông móng răng già, tóc lông móng răng. Mình chỉ nhớ như vậy trong cái bước đầu tiên. Là mình nhớ tới đâu mình nói trong đầu tóc lông móng răng già là mình phải hiểu. Và trong cái đầu óc của mình automatic đầu tự động hiện ra những cái hình tóc là tóc lông răng móng răng già. Giờ mình nhìn bất cứ các người nào, từ người thân trong gia đình, từ vợ chồng con cháu, người bộ bạn trai bạn gái, hay là cái người đẹp, người mẫu, hay là ông chủ tịch nước, ông tổng thống, đại gia, nhìn chỉ có cái 5 phần tóc lông móng răng già, không có cái gì. Và những cái phần đó là những cái tế bào chết, những cái phần sống nằm bên trong, nằm bên dưới. Mình thấy, mình thấy cái người, mình thấy cái tóc mình đẹp như vậy, thật sự tới những cái tế bào chết. Tế bào sống là ở cái chân tóc, cái da của mình thấy mịn màng hấp dẫn. Và đó là những tế bào chết đang tróc ra từ từ. Cái phần da sống nằm bên dưới mình thấy. Đó là nói một cách nôm na là cái mình nhìn cái con người qua cái bề ngoài, thật sự đó là những cái phần tử chết, những cái tế bào chết đang thải ra từ từ. Từ đó mình có cái nhìn khách quan, không có bị dính mắc vào những cái hình thức quảng cáo, những cái là cái thơ tâm ra thái biến này. Mình nhìn cái bình thức mà tất cả mọi người, kể cả bản thân chúng ta, hình tưởng mình là chỉ là tóc lòng một và không có cái gì khác. Và cái hình đó là cái hình mà chúng tôi rất là thích, và thường thường là chúng tôi dùng cái đó để mà kinh nghiệm mỗi lần đi ra ngoài ngày xưa, hoặc là ngay chính bây giờ đi bơi mỗi ngày khi mà vào hà hội rồi, chứ còn có cái quần tắm hay cái mảnh áo tắm rồi mình nhìn nó chỉ là tóc lông mỗi ngày, dầu cho người già người trẻ, dầu cho người thấy đẹp như cách thấy cũng là những cái túi da và túi thịt gì chuyện thôi. Mình nói ra như vậy không phải để kinh dễ, nhưng mà để mình dắt mình thấy nhận thức được rõ ràng cái gọi là cái hình tướng hình dạng của con. Bây giờ thì sau đó rồi thì cái quán thứ tư thì nói về quán về cái tích để mình nhận rõ. Cái này rất là quan trọng, nó quan trọng bởi vì cái đề tài là nói về bệnh và già chết. Thì mời các anh chị qua cái hình này thì cũng không có cái gì, nó chỉ là chúng tôi chỉ nói rằng mình phải nhìn cái cơ thể của mình. Theo lời khuyên của Đức Phật là cái cơ thể mình rất là mong manh, lúc nào cũng bệnh, chứ không phải để lâu lâu mới bệnh. Như hồi nãy chúng tôi có trình bày là nếu mình ngồi rồi mình bình tĩnh mình nhìn lại, lúc nào cũng có cái sự nhức nhối khó chịu trong người, từ trên đầu xuống tới cái bàn chân,
thì chuyện đó là chuyện bất thường. Người nào mà nó là không bệnh thì mới là chuyện bất thường. Cái người nào nó hay bệnh thì nó đó là chuyện bình thường. Cái cơ thể của mình nó thay đổi, nó không có bây giờ. Nó tứ đại nó không, nó bất lề điều hòa là mình bị bệnh. Hoặc là khi mình thấy nó khó chịu, như chúng tôi nói là nãy tới giờ đó là khi ăn đúng 7 giờ sáng hay là 12 giờ trưa thì nó đói bụng cồn cỡ, không ăn nó khó chịu. Nhưng mà ăn rồi là nó nặng quá, nên tham ăn quá, mình ăn nhiều quá, mình thấy cái bụng cũng khó chịu. Rồi sau đó là có nhu cầu, nhu cầu phải thải nó ra, đi vệ sinh. Mà không đi thì cũng không được, mà đi nhiều quá cũng không được. Như là mình thấy cái cơ thể của mình nó rất là mốc. Mình cho là mình là siêu nhân này nọ, thật sự ai cũng như ai. Từ ông đại lực sĩ cho tới một cái người mà mình ở trên bệnh viện đều có những cái vấn đề đó. Khi mình nhìn như vậy để nhắc nữa, khi mình bệnh mình cũng có mình không có mong cầu gì, chỉ như là mình phải thực tế là mình phải uống thuốc để trị cái bệnh, không có cái nào thuốc nào mà trị được liền. Chỉ có những cái bất bại những thuốc mê thì nó làm cho mình không cảm giác được, thì mình cho là mình hết đau thôi. Chứ thật sự là cái bệnh là nó phải mất nhiều thời gian để mình nó lành. Để mình hiểu như vậy đó, mình không có trách móc, mình không có cho là ô tại sao tôi bệnh, anh kia hay cái chị kia không có bệnh khỏe mạnh như vậy, nó không có đúng. Có thể cái người đó họ cười cười là đi đứng nhanh nhẹn, nhưng mà trong cái cơ thể họ cũng bệnh, cũng nhức nhối, họ chịu đựng được không? Khi cái vẻ mặt của họ thì bình an, bình thản, tươi cười, nhưng mà bởi vì họ chỉ làm dáng bên ngoài thôi, thật sự bên trong nó là cũng họ đau nhức những thứ như mình. Thì khi mình hiểu được thực tế như vậy, mình nhìn được cái thì mình bình tâm khi mình có bị đau, và từ đó mình có thể bình tâm theo dõi cơn đau, đau từng đợt từng đợt từng đợt như vậy, là nó cũng là một cái đề tài rất là rõ để cho mình theo dõi, mình chú tâm mình theo dõi cái từng cơn đau từng cơn đau. Và điều đó cũng nhắc nhở cho mình được cái thân thể mong manh để mình đừng có phí sức phí gì đó, chơi những trò thể thao hay là làm những cuộc mạo hiểm này, nó có thể làm cho những cái tai nạn sẽ xảy ra nhiều, bởi vì cái thân này rất là quý, để mình tiếp tục sử dụng cái thân này trong cái sự tu tập. Và đồng thời một điều khuyên của ngài Analogo rất hay là nhiều khi mình đau chỗ này thì mình nên nhìn cái chỗ không đau. Tôi đau bụng nhưng mà tôi không đau đầu, nhưng ít ra tôi còn may mắn, cái đầu tôi chưa đau, chỉ có cái bụng tôi đau, gọi là tôi nhức cái đầu gối, mà cái bàn tay hay là mắt tôi không có nhức. Hoặc là khi cái mắt tôi mờ, nhưng mà ít ra cái miệng tôi còn ăn được, hay là cái lỗ tai tôi còn nghe âm thanh được. Tức là mình nhìn cái chỗ lạc qua nó, mình có một cái nhìn tổng quát về cái cơ thể của mình, chứ không phải lúc nào toàn một bệnh một chỗ là cả cái con người của mình cũng đều bệnh. Hoặc là mình nhìn một cái khía cạnh khác là bữa nay tôi bị cảm, ít ra tôi không có bị bệnh sốt rét. Hoặc là bây giờ tôi đau bụng nhưng mà ít ra tôi không có đau đầu, tức là có những cái chưa có bị những cái chứng bệnh gì khác. Nhìn như vậy để mình có cái nhìn nó bình tĩnh hơn, để mình thấy rằng nó không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Hoặc là có những người chẳng hạn như ông Đỗ Chính Dân, ông được bác sĩ chẩn đoán là ông bị ung thư gan, ít ra tôi còn sống được thêm ngày, không biết chết ngày nào, nhưng mỗi ngày ông mở mắt dậy buổi sáng về ông nói tôi vẫn còn may mắn là tôi vẫn còn sống được, và cố gắng làm sao sống cho trọn vẹn, bởi vì có thể ngày mai tôi chết. Mình có cái nhìn thực tế đó rất là hay, là ông sống từng ngày và ông trân trọng những cái cuộc tiếp xúc với người khác, bởi vì ông nói rằng mỗi lần bởi vì ông chết sẽ chết, ông nói rằng trong những cuộc tiếp xúc hay những cái buổi giảng dạy về Phật học này, ông coi như là nó là cái buổi cuối cùng gặp cái nhóm người này, là cuối cùng tiễn biệt, có thể ngày mai không còn gặp. Khi mà ông nghĩ như vậy thì ông thấy trân trọng cái sự tiếp xúc, ông không có khinh thường, tức là ông đối xử tử tế và kính trọng tất cả mọi người trong những cái lần tiếp xúc. Bởi vì ông cho là nó có thể là cái buổi cuối cùng, ngày mai là không gặp những người này, không có lý do gì mình khi để dễ hay là mình khinh chê hay là mình chê bại họ hay là mình làm cho họ buồn, lúc nào mình cũng kính trọng, bởi vì đó có thể là cái buổi cuối cùng. Nó rất hay, ý tưởng nó rất là hay. Bây giờ thì mời các anh chị qua tiếp. Thank you.
cái này cũng rất là quan trọng. Cái phân tích của ngài, analyze ngài có những ý tưởng hay, mình có thể mình học được, mình ưỡn đặt để mà mình dùng. Thì có cái hình tiết này thì chúng ta biết theo cái tinh thần của tứ niệm xứ, chúng ta hay nói tứ niệm xứ là thân họ tâm pháp, thân họ tâm pháp, thân họ tâm pháp, trong cái bài kinh sau khi bắt thân ha, tức là bài kinh niệm xứ hay là bài kinh lập niệm. Thì ông nói rằng mười cái pháp quán tưởng trong cái bài kinh Virimananda này, nếu mà mình phân tích theo cái nhìn con thì cũng có bao gồm bốn cái phần tử, bốn cái xứ, bốn cái mình lập niệm để mình có cái sự tỉnh thức chánh niệm. Đầu tiên, hai cái pháp đầu tiên theo cái quán vô tưởng vô ngã thì ông nói là coi như cái nền tảng. Làm gì làm trong 10 pháp này cuối cùng phải trở lại hai cái pháp đầu tiên. Tức là mình thấy, làm sao mình thấy được cái thân của mình, cái của mình là tôi là ta, cái ngã của mình, hoặc là mình nhìn qua cái hướng năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, hay là qua cái hướng năm cái cửa năm căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cửa sáu căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó đều vô thường và vô ngã. Cái điều đó là quan trọng, làm sao mình thấy được, mình thẩm thấu được đó. Bây giờ dĩ nhiên là nó phải đi từng giai đoạn, mình hiểu bằng cái sự suy luận trước, sự quan sát trước, là từ từ nó thẩm, chứ không phải hiểu cái rẻ tự liền. Chỉ trừ phi những cái bậc có tu nhiều đời nhiều kiếp không, những người phàm nhân như bản thân chúng tôi là phước mẫu nghiệp gì nghiệp dày gì thì phải đi từ từ, hiểu từ từ từng ngày thấm từ từ. Đó là coi như cái nền tảng vô thường vô ngã năm quần và sáu căn sáu trần. Rồi khi mình có mình quán cái bất tịnh, tức là 32 phần cơ thể, thì coi như quán cái thân. Rồi nói về cái bệnh tật, tức là nói đau đớn, cái bệnh đau đớn khó chịu này thì nó làm cho mình không có hoạt động được, hay là không có được bình thường, mình thấy mệt mỏi, đó là những cái cảm thọ, đó là một cảm thọ. Bây giờ thì qua cái phần thứ năm mà chúng ta sửa trình bày chút xíu nữa, tức là nói về quán cái sự những cái ác tâm, sân tâm, cái hại tâm ở trong người mình, tức là mình quán tâm, tức là mình có thân họ tâm. Và cuối cùng khi bốn cái pháp tiếp là ly tham đoạn diệt dần án với thế giới và vô thường trong tất cả các cảnh, là mình hướng về niết bàn, những cái yếu tố nào mình cần phải bỏ và những yếu tố mình cần phải tăng cường để mình hướng đến cái giải pháp nhé, thì lúc đó gọi là bằng pháp đối tượng của tâm là họ thân họ tâm pháp. Qua cái từ quán thứ ba là bất tịnh đi xuống tới quán pháp thứ chín, anh chị theo dõi được trong cái sơ đồ. Và cuối cùng khi mình qua cái số 10 đó, niệm hơi thở như chúng tôi nói hồi nãy là có 16 bước. Chúng tôi sẽ đi vào trong cái chi tiết sau. Còn ngày xưa cũng có trình bày một lần, có 16 cái bước trong cái niệm hơi. Thì 16 cái bước nó chia làm 4 nhóm. Mỗi nhóm có 4 bước nhỏ. Thì ra coi mình chia làm 4 nhóm như vậy thì thấy rõ ràng là cũng là thân, tâm, pháp. Ra 10 cái pháp quán tưởng mà ngài Đức Phật dạy có ngài Virimananda này đó, nếu mình nhìn kỹ lại cũng dựa trên tinh thần tứ niệm xứ, là thân tâm pháp ôn là hoặc là giải. Ngài dạy theo một cái nhìn khác, mà tóm lại thì cũng dựa trên bốn niệm xứ, là thân tâm pháp thôi. Bây giờ thì mời các anh chị qua một cái hình tiếp. Đây là những cái cụm từ mà chúng tôi cần phải làm quen. Những người nào đã biết rồi thì ôn lại. Tức là theo cái nhìn của ngài Analayo, khi trong bốn cái pháp đầu tiên là giúp chúng ta để đối trị bốn cái điên đảo. Điên đảo ở đây tức là lật ngược lại cái sự thật, như là mình lật ngược cái sự thật, mình không chấp nhận thì gọi là điên đảo. Điên đảo là bốn cái tưởng điên đảo mình hay thường gọi, tức là thường tưởng, ngã tưởng, tịnh tưởng và lạc tưởng. Tức là cái một người phạm nhân, cái gì mà vô thường thì lúc nào cũng cho nó là thường, nó thay đổi luôn luôn mà lúc nào cũng không cần, lúc nào cũng cho nó là nó là không thay đổi được. Khi đó thì Đức Phật gọi là cái tưởng điên đảo. Điên đảo là không đúng sự thật, ngược lại sự thật. Thứ hai đó là không có một cái ngã, cái tôi trong bất cứ một cái pháp gì ở thế gian này, những cái pháp chế được.
quy ước của thế gian, không có cái con mình đồng hóa rồi, hoặc là cho nó nằm ở trong mình, không có cái nằm ở trong cái ngã, hoặc cái ngã nằm trong nó, cho nó là như vậy đó. Đức Phật nói là cái tưởng điên đảo. Rồi cái tưởng điên đảo thứ ba đó là tịnh tưởng, tức là có những cái chuyện nó không đẹp, không có cái gì đẹp hấp dẫn, nên mình cho nó đẹp hấp dẫn, tịnh. Và cái bản chất của tất cả những sự đổi thay và vô ngã như vậy mình không kiểm soát được, nó khổ chứ nó lạc, nhưng mà lúc nào mình cho nó cũng là có cái niềm vui, không có lạc vui của nó, mình chạy cái tưởng điên đảo này. Và bốn cái tưởng điên đảo này là chúng ta khi chúng ta lại phải để ý và làm sao tu tập để mà tránh hoặc là đối thiện. Và áp dụng trong cái bài kinh Viramananda này thì theo cái nhìn của ngài Thi Cư Analayo là khi chúng ta quán bốn cái pháp đầu tiên là cũng giúp cho chúng ta một phần trong cái tiến trình giúp chúng ta thấy rõ được là đối trị được bốn cái tưởng điên đảo. Là khi mà chúng ta quán tưởng là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức thay đổi luôn luôn, khi mình thấy được như vậy rồi thì mình nói là bây giờ mình nhìn đúng, không còn nhìn theo cái thường tưởng nữa, nhìn theo cái vô thường, cái tưởng là vô, làm cái mình hiểu thấy được cái hình này. Rồi qua cái pháp quán thứ hai là quán cái sáu căn sáu trần, thì mình thấy không có cái ngã nào cũng được, do nó cũng bị hai người chấp nhận như vậy rồi mình nhìn cho rõ, nó không mình lúc nào nó cũng khổ, mình không có bắt buộc nó theo mình. Thì lúc đó là mình hiểu được cái bắt đầu hướng về cái vô ngã, cái tưởng nó là vô ngã, chứ chưa chắc gì mình biết đây mình tu tập từng bước, mình phải đi từng giai đoạn. Rồi khi mình nhìn được 32 phần cái cơ thể mình được cấu tạo được 31 hay 32 phần như vậy thì cũng không có gì hấp dẫn đâu. Nó là như vậy, tim gan khẹo phổi hoặc những gì bên ngoài tóc lông móng răng da không có cái gì gọi là hấp dẫn. Lúc đó là mình mới thấy là mình chuyển sang cái bất tình tưởng, là bất nghĩ tưởng, không có gì đẹp. Rồi cuối cùng cái thân thể của mình, thân thể của mình lúc nào nó cũng bệnh thay đổi luôn luôn, lúc nào cũng có vấn đề. Khi mình thấy như vậy thì mình không có chạy theo, nhất là chạy theo sắc dục, về cái sexuality, cái sắc dục, sự ham muốn về thể xác, thì mình thấy có gì bệnh liên miên, không có cái gì mà không lo yên mà chịu được, là coi như mình hiểu được cái khổ rồi, thay vì chạy theo cái tưởng điên đảo về lạc. Và thay qua cái phân tích của ngã là bao giờ đó, khi mình quán bốn cái tưởng đầu tiên thì nó giúp cho mình được thấy được hướng về, chưa chắc gì mình đã thẩm thấu được đâu, nếu mình vẫn còn thời gian ít cho mình đi trên con đường đó. Hướng về cái tâm, cái tưởng, cái tâm rồi khiến không như vậy, không phải chỉ có cái tưởng thôi, nhưng mà cái tâm trí của mình nhiều khi bắt đầu mình cho nó lại như vậy nó lại tưởng, rồi cái tâm mình chạy theo nó gọi là cái tâm điên đảo, đầu tiên là tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo, sau đó rồi tạo thành cái nhìn của mình cố chấp vào đó. Kết quả là cái kiến không điên đảo, cái kiến điên đảo, tức là cái nhìn của mình cũng điên đảo luôn, không có đúng sự thật. Bây giờ thì nhìn đồng hồ thì cũng không còn nhiều, bây giờ chúng tôi sẽ nói về cái khách quan thế nào. Nếu mà không đủ thì giờ chúng ta sẽ trả lời về trong tuần tới, chứ nói gì cái vấn đề cũng là đi học từ từ, cùng nhau chia sẻ từ từ, và chỉ qua bằng cái hình số chính quán tự về chân tự bỏ. Thì trong cái phần quán tự về tự bỏ đó, Đức Phật dạy chúng ta là phải nhìn cái tâm của mình, cái tâm mình có dục tâm, đó là có tham dục hay không, có sân hận hay không, có ý ác hay làm hại người khác hay không, và cuối cùng là hiện cái bất thiện pháp, những cái pháp bất thiện là có trong tâm hay không. Nếu có là mình phải cố gắng ngay trong lúc đó, chứ không phải là mình hy vọng được bỏ luôn luôn, mà ngay trong cái thời khắc đó, ngay trong cái sát na đó, trong khoảnh khắc đó, mình cố gắng diệt trừ, đừng cho nó xảy ra. Khi mình nhìn rồi mình khói. Và theo cái phân tích của ngài thì qua đây là vô, tức là nó có hai mặt, chứ không phải chỉ có một mặt, dựa có lẽ là dựa theo cái tinh thần tránh tinh thần, tức là cái nào xấu ác thì mình cố gắng kiểm soát và trừ khử, đừng cho nó xảy ra. Nhưng mà ngược lại, nếu mà trong cái khoảnh khắc đó, chúng tôi chỉ trong cái khoảnh khắc đó thôi, mà mình cảm thấy là mình thiện lành, tức là mình không có ác, mình không ham muốn, không có dục tâm, sân tâm, hại tâm, hay là có những cái ác bất thiện pháp khác,
trong cái khoảnh khắc đó thì mình cố gắng duy trì. Khi mình duy trì nó được thì từ từ nó sẽ kéo dài hơn, nhưng ít ra trong một khoảnh khắc hay trong một giây, một phút nào đó mà mình không có ác tâm, dục tâm, sân tâm, hại tâm hay là tốt rồi. Mình phải để ý cái đó, chứ không phải là mình chỉ nhìn cái xấu. Lúc đó mình không có cái xấu, mình có tạm thời mình có một cái tốt nào là cái thiện lành nào, thì mình nhìn vào đó để mình quan hệ, duy trì, và từ từ sẽ kéo dài. Rồi ra mình thấy mình tu hành là phải có hai mặt. Cái thiện ác là phải khống chế, kiểm soát, từ thử, nhưng cái thiện là phải làm cho nó xảy ra, trưởng dưỡng và duy trì. Đó là cuộc tinh thần của chấm tinh thần. Các bạn thì thành nhớ ra đầu đi theo cái tiến trình đó, thì theo cái nhìn của ngài Tanalayo đó, mình tưởng bất tịnh xong đó, mình qua cái tưởng quy quán tưởng tự nhiên hai, rồi tới quán tưởng về từ bỏ thì gồm bốn tầng. Thì hai cái tưởng, tưởng bất tịnh và tưởng quy hại, nó sẽ giúp cho mình khống chế được cái dục tâm, tức là cái tâm tham dục của mình. Tại vì mình thấy rõ ràng thân của mình, hoặc cái thân của người đối một người mình nghĩ tới, người đối diện, người nam, người nữ, cái đối tượng của mình, cái thân nó bất tịnh, cái thân nó có nhiều bệnh tật đủ thứ, nó giúp cho mình khống chế được cái tâm tham dục, tham ái, dục tâm. Và theo cái nhìn của ngài Analayo là khi mình nhìn cái tâm mình có, nó có hiện ra ngay cái thời điểm này, trong cái khoảnh khắc này, nó có tham dục này. Nếu mà có mặt thì mình phải cố gắng khống chế và trừ khử. Mà nếu nó không có mặt, tức là vắng mặt, thì cái trạng thái mà một cái người mà không có bị tham dục rồi, thì cái trạng thái đó họ rất là bình yên, an vui. Thì mình khi mình thấy được như vậy thì mình cố gắng duy trì cái trạng thái. Mình thấy mình cái tâm mình hiện giờ, thì chúng tôi không nói là mới vừa nãy hay là trong tương lai, bởi vì mình là phàm nhân, ngay trong cái bây giờ, trong cái khoảnh khắc này, mình thấy cái tâm mình không có tham dục, mình thấy nhẹ nhàng, vui tươi, không có bị động, thấy cái gì là thúc mắc gì. Thì mình đã cố gắng duy trì và nuôi dưỡng cái trạng thái. Khi mà mình đặt cái tâm mình hướng về về cái trạng thái đó rồi, mình mới vừa đạt được, có được thì mình sẽ kéo dài. Và những cái những khuynh hướng về ái dục nó sẽ không có xảy ra. Cố gắng mình nhìn vào trong cái mặt lạc quan, nếu mình không có dục tâm. Cũng tương tự như vậy, nếu mình nhìn coi cái ngay thời khắc này, ngay lúc này cũng có cái tâm sân hận, là cái lý tưởng sân hận. Nếu mình có thì mình phải cố gắng loại bỏ đó, dĩ nhiên thấy rõ ràng. Nhưng mà nếu mà nó không có, tức là lúc này mình không có sân, hồi nãy mình sân, hoặc là trong tương lai mình không biết, chút xíu mình sẽ sân, nhưng mà ngay bây giờ mình không sân, thì mình phải duy trì cái trạng thái đó, phải không sân. Mình không có sân, không có giận ái đó. Và cái điều tốt mà khi mình duy trì, khi mình duy trì mình không sân, tự nhiên automatically là cái tâm từ nó vào. Cái này rất là hay, ngày phân tích rất hay, mà chúng tôi thấy ít không biết trước được. Khi mà trạng thái một cái người không sân thì lúc đó người đó có tâm tử, và mình phải kéo dài cái tâm tử, cái tập và phát triển cái tâm tử, thì mình trải rộng cái tâm tử, cái tình thương. Bởi vì nếu mà không giận ai, mình có cái tình thương, mà sân hận lại. Rồi sau đó là mình hướng để coi có cái tâm mình có. Có cái ý ác hại gây tổn hại tổn hại ai không, có ý muốn chửi mắng ai hay là muốn là chỉ trích phê bình người nào, làm cho người khác họ mất mặt hay là họ bị đau khổ hay là hại tâm hại. Nếu mình có thì mình phải cố gắng khống chế bỏ, còn nếu mà không có, mình không có tâm hại, tự nhiên mình có cái độc xương xó, có cái tâm lý nó đi theo liền. Nếu mình không có cái tâm hại là tâm bị nó có mặt. Và nếu mà đã có mặt đó, thì mình cố gắng phát triển duy trì. Đó là mình hiểu, mình thấy, mình thương xót người ta, thấy người ta khổ, mình hiểu. Bởi vì nó giàu cho họ có bên ngoài có vẻ hắt, có vẻ ngang ngược, họ thật sự đó là cái vẻ bề ngoài của họ, có bên trong họ đang khổ, họ thiếu muốn khổ, khó lộ, khác ngược họ là trái ngược họ là họ đang mạnh mẽ, họ đang thật sự những cái người hay chọc phá người khác, hay chê bai chửi mắng người khác, những người đó đang khổ trong lòng, họ đang có những cái tâm sân đang nung nấu trong lòng, không có lý do gì mình cũng
sân với họ, mình thông cảm cái tâm lý của họ. Rồi mình qua cái giai đoạn clip là mình coi cái họ có cái ác bất thiện pháp, họ có ác, có những cái tâm ác, cái tâm bất thiện họ có còn ở trong tâm mình. À, nếu mà có thì mình cố gắng duy trì, xin lỗi, nếu mà có mặt thì mình cố gắng trừ khử, đừng để cho nó xảy ra. Còn nếu mà không có, tức là mình không có ý bất thiện nào khác nữa, thì mình nên quan niệm để mình nuôi dưỡng cái tâm xả, tức là mình không có dính lắm, không chạy theo bất cứ tâm xả. Rồi cuối cùng mà nếu mà mình muốn phát triển cái tâm hỷ, là từ khi mình có được cái tâm bi hay là cái lòng bi ngay trong cái thời điểm đó thôi, bởi vì từ bi hỷ xả những cái tâm vô cũng được khó bỏ phát triển lắm, nhưng mà phát triển từng chút từng chút. Khi mình còn cái tâm bi như vậy, trước khi mình qua cái tâm xả thì nên cố gắng phát triển cái tâm quan hỷ, tức là mình quan hỷ cái việc làm của người khác, sự đóng góp, cái sự tu tập của người khác. Thì khi mình có cái sự đấu kỵ ghen hỷ trong đó, ganh tị trong đó, rồi mình nói móc cái này nó kia, nó xiên nó xỏ hoặc là chăm chọc thì nó là từ cái tâm ganh tị. Nếu nhìn thật kỹ, bản thân chúng tôi cũng là nhiều khi chúng tôi thấy nó chơi, nó đùa chọc người này người kia, hả đẩy xuống thì kia xuống, nhưng mà cũng bình tâm thôi, nhìn lại nó thật sự ra mình không phải là mình nói đùa nói chơi, thật sự nó do cái tâm ganh tị nó sẽ mình không muốn người khác hơn, mình hạ người khác xuống. Khó tâm quan thì rất là khó thật, nhưng mà mình cố gắng bây giờ nhìn ở cái okay, hấp xác quan hệ dầu cho cái vị đó làm một vài cái lỗi lầm hay cái gì không đầy đủ, ít ra họ cũng tham gia vào trong Phật sự, là cũng vào trong room hay là cũng đưa những hình ảnh trên Facebook hay là cũng đi chùa, mình quan hiểm cái những cái đó thay vì họ tới đi chùa hay là họ nói những câu đó tới hơn thì mình đẹp là mình bắt bẻ và mình chê bai đó là không đúng, tức là mình cố thì có cái mình đã tự lộ mình đó, mình nói chơi thật sự ra mình thật kỹ là có cái ý là muốn hạ người đó xuống, đó là do cái tâm ganh tị. Nói là cái vị đó ông đó cũng tốt, cái chị đó cũng tốt, nhưng mà còn thiếu chỗ này, thiếu chỗ kia. Cái chữ nhưng mà là cái chữ rất là nguy hiểm, đó là khi mà nói cái chữ nhưng mà, tức là mình có ý muốn hạ người ta xuống, mình khen lên một chút xíu rồi mình hạ người ta xuống, hoặc là mình cho là mình khách quan, cũng phải cẩn thận như thế. Đó, mình trở lại cái vấn đề ở đây đó là chúng ta thấy là có cái hai mặt. Khi chúng ta nhìn ở trong những cái trạng thái tâm của mình thì có hai mặt. Một cái mặt khách là một cái mặt gọi là tích cực, còn mặt tiêu cực. Khi mình thấy cái mặt tiêu cực, tức là cái mặt xấu có mặt thì mình phải cố gắng diệt trừ. Và đồng thời nếu mà mình thấy được những cái phút giây, những khoảnh khắc mà mình có những cái mặt tích cực, chẳng hạn như mình không có sử dụng tâm, không có sân, không có hại, không có ác trong đó, thì mình cố gắng duy trì và làm để nuôi dưỡng tâm từ đó là cái đề nghị của ngài anh là do khi mà chúng ta thành cái pháp quán thì từ bỏ có hai mặt, một mặt là mình kiểm soát khống chế cái phần xấu ác, và một mặt thứ hai là mình cố gắng phát sinh và trưởng dưỡng và duy trì cái mặt thiện lành, có hai mặt như vậy. Từ đó coi như cái phần về quán bỏ trong cái 10 pháp quán tưởng theo tinh thần của bài kinh Virimananda mà ngài Analayo đã phân tích, thì nhìn đồng hồ thì cũng đã đúng giờ, chúng tôi xin dừng ở đây và sẽ tiếp tục và tuần tới vào trong cái pháp quán khác. Trong cái tiến trình trình bày trong suốt 90 phút vừa qua, nếu mà chúng tôi có những gì sơ suất lầm lỗi thì cũng mong quý chư Phật Đức Tăng Ni và quý anh chị bảo hữu quan hệ thông cảm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được đọc cái phần phổ quốc trước khi chúng ta qua. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngộ vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,
xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm vô cùng nơi pháp trong ngày vị lai. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến đây chúng con xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và trước tôn đức có lời lời, chúng con xin kính chúc tất cả quý chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu được nhiều sám bụt thô.